Hello cả nhà, chào cả nhà. Hiện tại Will đang có mặt tại cảng Nha Trang và ngày hôm nay Will đi một chuyến hành trình tham quan đảo Nha Trang, Bình Nha Trang. Nó lộn nha mọi người nha. Đó là thay vì mình đi thuyền hay là đi cano, mình đổi cái là đi du thuyền. Hãy cùng Will mình đi du thuyền nha mọi người nha. Let's go. Vậy mình đây là cái đó là du thuyền Emperor. Du thuyền này thì nó sẽ có hai cái, một cái ở Hạ Long, ở Nha Trang. Và du thuyền ngày hôm nay Will đi như thế nào, đặc sắc như thế nào thì hãy cùng Will mình khuấy động nha mọi người nha. Hãy nhớ xem hết video của mình nha mọi người. Nào chúng ta hãy lên du thuyền nha cả nhà. Chương trình hôm nay thì mình đi cùng với lại một số vị khách ở đây. Đây là Welcome Green và Welcome Cruise tại du thuyền nha cả nhà. Khi mà chúng ta đến thì cái bạn waiter và waitress nó sẽ gửi cho mình một cái dĩa welcome food như thế này. Cũng cái nhà lá vườn thơm và dưa hấu nha. Tí nữa tôi sẽ lên cái sân deck để mình xem thử cái không gian ở đó như thế nào, có đẹp được không nha cả nhà. Để mình nếm thử cái vị của nó. Có vị của chanh dây, rất là dễ uống. Khi mình vào du thuyền thì cái bạn tour guide sẽ giới thiệu về cái lịch trình tàu và mời mình uống cái welcome drink của du thuyền để mình thư giãn trong cái giai đoạn đầu tiên nha cả nhà. Về tổng quan mình thấy rằng là cái du thuyền Emperor này nó thiết kế theo kiểu hoàng đế, nhìn rất là sang. Mọi người ơi, bây giờ Will lên sân deck nha, lên mọi người ơi. Wow, rất là đẹp. Nếu cái trên đây thì mình đi buổi tối thì nó lung linh hơn cả nhà. Nhìn tới đây nè. Khi mà Will search trên Google hoặc là search trên YouTube, mình thấy rằng là cái vị trí này là ban đêm thì các couple họ hay ngồi đây rồi họ nhâm nhi ly rượu vang đại loại như vậy. Chắc hôm sau Will sẽ đi ban đêm nữa. Will sẽ tổng hợp là cái tour hành trình của Will đi ban ngày ban đêm cho mọi người được ngắm rõ nha. Có nhiều góc để chúng ta check in ở đây. Tí nữa Will sẽ giới thiệu cho mọi người một số góc để mà mình check in tại cái du thuyền Emperor này nha. Đây là một trong những thế chụp hình nha cả nhà. Đó. Hoặc là chúng ta có thể tạo kiểu. Đó, nói chung là mình sẽ có nhiều kiểu chụp hình ở đây. Và nhìn ra biển thì rất là đẹp. Như anh chị, đó là khu vực Hòn Miễu nha. Cái Hòn Miễu là lúc trước là Will có đi qua xã A Linh đó cả nhà. Nên là mình sẽ đi ngang qua cái đoạn này. Bây giờ mình bảo sao mình lên chỗ bè cá nha cả nhà. Cái chương trình tour hôm nay mình sẽ đi là tham quan bè cá, một số hoạt động của du thuyền. Ồ, tàu quá. Tàu quá để giật. Ok. Hiện tại Will đang ở trên tàu và đi lên làng chài nha cả nhà nha. Anh là người ở đây luôn hay là anh là người ở đâu đến? Mình ở Sài Gòn. Anh ở Sài Gòn, dạ. Làm trải nghiệm. Dạ.
bạn bè thích ghê ha. À, bên cạnh đây là cái làng bè của nhà dân cả nhà. Là em người ở Nha Trang không? Dạ em người Nha Trang. Chúng ta đi vô mấy cái làng này họ có cảm giác là nó. Dạ đúng rồi. Đợt trước em cũng đi qua chỗ làng Chài á, chỗ sỏi lên á. Em cũng đi qua đó thì cũng thấy cũng khá là bình dị mà thích hơn trên đất liền luôn. Dạ. Cái mùi dạ. Chân á. Dạ. Dạ. Ok. Chứ còn làm mà nó chỉnh tu quá thì nó sẽ thế này. Dạ, đúng rồi anh. Rồi, thì bây giờ mình chuẩn bị đi lên tham quan bè cá chị nhé. Trở về rồi cả nhà ơi. Cũng chưa hả tớ? Để đâu rớt biển? Để đâu rớt biển? Em để trên đây hay sao chị? Dạ, cái này để trên. Em lên luôn nha. Rồi, anh chị ơi, mình ngồi lại giùm em đi nha. Ngồi lại. Dạ, dạ. Cái từ từ. Nha Trang không đội được đâu. Dạ. Anh lúc anh bước chân lên á, bước chân lên đây giùm em luôn nha anh. Bước chân lên giùm em lên đây luôn. Em lên hay sao? Rồi. Ok. Anh chân luôn giùm em anh nhé. Vâng luôn đi bác Sơn ơi. Cảm giác chèo thuyền thúng rất là đã nha cả nhà. Giống như chèo sập dép vậy. Anh đi thuyền thúng bao giờ chưa anh? Dạ chưa, em chèo sập rồi. Thúng này thì nó khó hơn chèo sụp. Dạ. Tại vì nếu anh biết không biết chèo á, anh thấy cái máy chèo nó đưa ra kiểu hình zig zag. Dạ đúng rồi. Còn cái máy sụp lúc đầu tiên thì em chèo là hơi khó thiệt. Nhưng mà lúc mà chị này giờ chị đi chị lái qua thì em đó bên này nó đỡ hơn. Cái thúng nó cũng như cái cây dắt. Dạ. Nếu mà mình có hai người thì nó chèo dễ hơn. Dạ, dạ. Và nhiều khi á mình không có máy chèo này. Người ta có hai cái chèo, anh dép anh chèo nó cũng đi này. Dạ. Mà mình đứng trên cái đấy mình nhốn nó cũng dạ. Chạy. Kia mình đứng lại giùm em nhá. Đó, đó là một mô hình thể thao nha cả nhà. Rồi. Bước chân lên trên giùm em luôn nhanh nhá. Đây là không gian nhà hàng ăn trưa, nhà hàng có sức chứa 40 đến 60 khách. Thực đơn trưa nay vui ăn có tận 9 món. Ngoài ra trong quá trình ăn trưa, cả nhà sẽ thưởng thức nhạc hòa tấu do chính nhạc công của Dư Thuyền trình bày. Ngoài thực đơn ăn trưa, vui được miễn phí một đơn vị thức uống bao gồm bia, nước ngọt, nước suối và nước ép trái cây. Đặc biệt Du Thuyền còn tổ chức sinh nhật cho du khách khi tham gia chương trình này. Em ơi kìa, chị Trang ơi, em ơi mình ra đây xíu được không? Hãy
là Will sẽ quay về đất liền và về nhà như mọi người nha. Sau khi tham gia cái chuyến trải nghiệm trên vịnh Nha Trang với giới thiệu Emerald, thì đồng thấy rằng là cái chương trình này khá là hay. Đối với bản thân Will là sẽ quay lại với cả nhà. Tại vì sao? Tại vì ở đây thì mình thích cái không gian này và cái hoạt động ở đây. Hay là vui gì lắm. Họ cho nhiều ta. Chắc năm sau đi. Nói chung là mình thấy ở đây có nhiều hoạt động nha. Hôm nay là nghĩ là đây thì có hoạt động về tổ chức sinh nhật cho thành viên nhà cái chương trình này. Rất là hấp dẫn. Cảm ơn mọi người dành thời gian đón xem video này. Cả nhà xem video tiếng hay hãy like và subscribe cho mình và đừng quên bấm chuông để theo dõi những video sau. Bye bye mọi người.